tự động hóa hoạt động sales, marketing, chăm sóc khách hàng trên Facebook, Zalo, Instagram với bộ giải pháp phần mềm All-in-One. Truy cập ngay atpsoftware.vn. atpsoftware.vn, sự lựa chọn thông minh cho sự phát triển doanh nghiệp của bạn. Cá mập Phạm Thanh Hưng: chúng ta chỉ an toàn khi làm chủ cuộc chơi. Doanh nhân Phạm Thanh Hưng cho rằng các bạn trẻ nên chuẩn bị sớm để có thể vùng vẫy trong vùng an toàn của bản thân trước khi bứt phá để khởi nghiệp. Không phải diễn viên nổi tiếng hay ngôi sao truyền hình, nhưng cá mập Phạm Thanh Hưng, phó chủ tịch tập đoàn Sen Group, được nhiều bạn trẻ yêu mến nhờ những phát ngôn hài hước. Trong sự kiện Meet the Sharks vào chiều 21 tháng 8, ông tiếp tục truyền cảm hứng tới người tham dự khi chia sẻ góc nhìn cá nhân về khởi nghiệp. Từng nhảy việc liên tục. Tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Hưng từng làm nhân viên cho các hãng xe tên tuổi như Ford, Toyota. Sau đó, ông công tác tại Bộ Khoa học và Công nghệ, rồi tích vốn để tự mở công ty riêng nhưng thất bại. Sau thời gian bươn trải với nhiều công việc, Thanh Hưng nhận ra ông có thể không giỏi làm nhưng thừa ý tưởng. Ông quyết định chia sẻ ý tưởng cho người khác. Chính suy nghĩ này đã tạo ra cơ duyên đưa ông tới công việc hiện tại. Mọi người hay nói về vấn đề trung thành trong công việc, nhưng tôi từng nhảy việc liên tục. Nếu công việc không phù hợp, tôi sẽ chuyển sang chỗ làm mới. Định hướng đó đã giúp tôi có nhiều trải nghiệm hơn, Hưng nói. Ông Hưng là một trong số ít doanh nhân bất động sản được đào tạo tại Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore và một số quốc gia châu Âu về lĩnh vực quản lý tổ chức, thương mại điện tử. An toàn nhất khi tự làm chủ cuộc chơi. Vùng an toàn là nơi mỗi người cảm thấy thoải mái nhất. Theo ông Hưng, mỗi cá nhân có vùng an toàn riêng biệt. Muốn rời bỏ môi trường dễ chịu để khởi nghiệp bứt phá, họ phải tự mở rộng vùng an toàn của bản thân. Nếu biết tích lũy, chuẩn bị ngay từ sớm, bạn sẽ thoải mái vùng vẫy trong khu vực an toàn của mình. Để khi thời cơ tới, bạn sẵn sàng bứt phá. Cơ hội dành cho tất cả mọi người, nhưng chỉ đến với những người biết chuẩn bị, nắm bắt nó, ông Hưng nhấn mạnh. Quỹ thời gian không thay đổi, nên mỗi người cần tận dụng tuổi trẻ để trải nghiệm thật nhiều. Phó Chủ tịch Sen chia sẻ rằng, ông từng tham gia đóng phim Hoa Cỏ May trong vai diễn nhỏ, để biết rằng ông cũng có khả năng làm diễn viên. Các bạn phải làm thử để biết năng lực của bản thân. Sự an toàn đạt mức cao nhất khi chúng ta tự làm chủ cuộc chơi mà không phụ thuộc vào bất kỳ yếu tố nào. Khi cảm thấy đủ sẵn sàng, bạn hãy khởi nghiệp. Các shark suối nhảy việc khi chưa sẵn sàng là không tốt đâu, ông nói một cách dí dỏm. Khẩu vị của nhà đầu tư. Trong Shark Tank Việt Nam, mỗi nhà đầu tư có sở trường cùng tiêu chí lựa chọn khác nhau. Riêng ông Hưng không quan tâm tới kết quả kinh doanh, con số tài chính hiện hữu. Ông tâm niệm, mỗi người chỉ có một vài khả năng nhất định, phải hiểu rõ điểm mạnh của bản thân và doanh nghiệp. Ông đề cao ý tưởng mang tính đột phá, giải quyết bài toán cấp thiết trong xã hội. Khi tham gia đầu tư, tôi sẽ gây áp lực cho những nhà khởi nghiệp, khiến họ vượt qua sự an toàn, lười biếng của họ. Tôi sẽ lựa chọn những nhân tố chịu được áp lực đó, ông cho biết. Ông Hưng còn thổ lộ rằng, sau Shark Tank Việt Nam mùa đầu tiên, một startup từ chối nhận tiền do doanh thu tăng vọt, kết quả kinh doanh khởi sắc sau khi lên sóng truyền hình. Tuy nhiên, Shark Hưng vẫn tiếp tục thẩm định công ty vì ngoài tiền, ông còn giúp nhà sáng lập mở rộng tư duy, kinh nghiệm thương trường. Bùi Mến theo Kinh tế và Tiêu dùng, Độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Hãy để lại ý kiến của bạn bằng cách comment dưới video này. Và đừng quên ấn subscribe channel để theo dõi những video thú vị tiếp theo nhé. Còn số điện thoại 0964002593.